thạch sư theo con được học khi một chúng sanh thân hoại mạng chung. Danh sắc đó diệt đi và làm duyên cho danh sắc khác được hình thành. Lúc đó con có suy tư rằng, vậy nếu có một anh A trong kiếp A, anh D trong kiếp A, anh D tạo nghiệp bất thiện và bất thiện có và thiện có đến khi anh D thân hoại mạng chung. Một hôm, một anh D mới được sinh ra từ nghiệp quả, nghiệp quá khứ của anh D cũ ở kiếp B. Và do vô minh nên anh D mới không nhớ được kiếp trước của mình, hay có thể nói là anh D cũ đã không còn nữa, chỉ còn anh D mới được sanh ra nhờ nghiệp của anh D cũ. Vậy nếu như anh D mới thọ quả báo của nghiệp anh D cũ làm thì giống kiểu một người mới nhận cái họa mà người khác làm, có thể nói là công bằng không, hay có thể nói là nhân quả không tác động lên chính người đã gây ra? Nếu như người đó không thọ nhận cái quả đó trong kiếp này, điều này dẫn đến nhiều người có tư tưởng rằng sống cho đã hết kiếp này đi, biết kiếp sau như thế nào chắc gì đã nhớ kiếp trước, nếu kiếp sau ta đau khổ thì đó cũng không phải là ta nữa. Mong sư giải thích giúp con vấn đề này. Thưa quý vị, đây là một trong những nguyên nhân hình thành tà kiến. Cái sự sanh diệt á, nếu như mà mình nói một cách nó rốt ráo thì chúng ta sanh diệt trong từng sát na nha. Sát na trước là cái danh sắc này diệt, rồi sát na nó là duyên cho sự sanh của cái danh sắc tái tục. Thân này và tâm này nó sanh diệt liên tục, và cái thân tâm này nó không phải là một cái thân tâm của cách đây một sát na trước. Một giây trước đó đã là một tấm thân khác. Ngay cả khoa học họ cũng nhìn nhận là một người chừng khoảng 2-30 năm là toàn bộ tế bào trong cơ thể của người đó được thay hoàn toàn 100% thành một con người khác. Thay tế bào hoàn toàn, không còn một chút xíu tế bào cũ nào nữa hết. Như vậy thì quý vị có nên chịu trách nhiệm đối với cái lối sống và đời sống của mình hay không? Cái này sư hỏi lại quý vị, cái sát na cũ nó không phải là sát na bây giờ, một giây trước không phải là một giây bây giờ của mình. Vậy quý vị ăn làm gì? Rồi quý vị làm tất cả các thứ để làm cái gì? Đi làm cái gì, kiếm tiền, làm cái gì, hưởng thụ, làm cái gì? Tại vì bây giờ mình có đi làm mình rồi thì cái thứ mà nó hưởng thụ, cái đồng tiền đó không phải là mình. Vậy quý vị có hưởng không? Quý vị có thấy là mình bị rối rắm về cái vấn đề đó hay chưa? Có thấy đó là nguồn cơn cho tà kiến chưa? Cho nên tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là người thừa tự của nghiệp. Nếu như quý vị chịu suy tư và hiểu được cái lời sư nói nãy giờ thì quý vị có cơ hội loại bỏ được cái tà kiến mà quý vị đã sanh khởi khi mà đặt câu hỏi này. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có cái lời chia sẻ gì hay không? Đại Đức chờ tí xíu. Đại Đức Hành Tuệ, kính thưa quý vị, riêng cái lời khuyên nha, cái lời khuyên chính á, thì Đức Hành Tuệ cho quý vị lời khuyên rồi. Ở đây thì sư mở thêm, không mở thêm giống như là mở thêm cái hướng á, cho quý vị củng cố thêm cái chánh kiến. Có nghĩa là cái lời khuyên của Đức Hành Tuệ là cái sự hiểu biết sai lầm này nè, là nên từ bỏ, là cái điều đó sư cũng hoàn toàn đồng ý. Nên từ bỏ điều đó là rất đúng đắn, không có sai. Còn ở đây sư khuyên lời khuyên của sư là để cho quý vị, nếu thật sự quý vị có cái lòng, khi quý vị đặt cái câu hỏi trong chương trình vấn đáp Phật pháp này nè, thì sư nghĩ quý vị có cái sự lương tâm về Phật pháp rồi. Cho nên ngoài cái lời khuyên là từ bỏ, thì sư tiếp nối lời Đức Hành Tuệ là có cái lời khuyên cho quý vị là nỗ lực buông bỏ chánh kiến. Thì cái lời khuyên của sư như thế nào? Nói thì nó cũng đơn giản thôi quý vị. Bây giờ quý vị giúp sư cái này.
là quý vị lên cái trang web mà tâm tạng baliviet.net đó. Không, thì quý vị tìm cái quyển Milinda Vấn Đạo, bản dịch của Ngài Đát Chanh Đá đó. Thì trong cái quyển Milinda Vấn Đạo đó, quý vị tìm giúp cho sư bốn cái câu hỏi này. Mà nếu quý vị đọc được bốn câu hỏi này, quý vị sẽ phá tan được cái tà kiến này. Quý vị sẽ hiểu rõ hơn, và chánh kiến quý vị sẽ nó vững vàng hơn. Đó là bốn cái bốn nó bốn câu hỏi thì nó cũng không hẳn, nhưng mà đây là cái bốn cái khi gọi là cái từ khóa đó. Bởi vì sạch đó, bởi vì sạch trong 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 cái quyển đó, thì sẽ giải tỏa quý vị. Thứ nhất là quý vị, cái nhất là gì, là quý vị sạch cho sư là trong cái quyển Minda Vấn Đạo nha, quý vị tìm cho sư là có câu hỏi là có phải chúng sanh nào từ thân này chuyển thai sang thân khác không lẽ sẽ được thoát khỏi các nghiệp ác. Đó là cái câu mà thứ nhất. Cái này là trong Milinda Vấn Đạo và Phẩm Đức Phật. Cái câu thứ hai là nghiệp trú ở đâu, là cũng trong Phẩm Đức Phật luôn. Cái câu thứ ba là người đi tái sanh thì cũng chính là người ấy hay là người khác. Và cái câu thứ tư là ai đi tái sanh, thì hai câu ba câu bốn này là nằm trong phẩm hành trình. Đó là sư cung cấp cho quý vị đó. Còn nếu quý vị có lòng tha thiết học hỏi giáo pháp, quý vị tìm bốn câu này quý vị đọc, quý vị sẽ hiểu rõ. Còn nếu quý vị có tâm lý mà hỏi chơi cho vui, kiểu đưa ra ví dụ đi, tự nhiên mình tự mình suy diễn đó, cái này cái kia, thì thôi, đành đành tạm gác lại. Để cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Cảm ơn Đại Đức Tuệ Tường đã nhắc những cái câu ở trong Milinda Panha. Nó có một ví dụ sư thấy nó khá thú vị. Nó cũng gần giống như cái mà sư đưa ra. Đó là một gia đình đến hỏi cô con gái đến hỏi vợ. Thì bên nhà gái họ đồng ý rồi, họ nhận một đống tiền rồi. Rốt cuộc nhà gái đem gả cho cô con gái cho người khác. Thì cái bên bên nhà trai mới kiện lên nhà vua. Thì ngài Nagasena, ngài hỏi nhà vua thì phân xử như thế nào. Khi mà nhà gái nói cái đứa con gái mà tôi hứa gả cho mấy người là cái đứa con gái ngày hôm qua chứ không phải đứa con gái bây giờ, thì nhà vua có chấp nhận hay không? Thì nhà vua mới nói là dạ không, thưa đại đức, không có cái kiểu đó được, thì trẫm vẫn sẽ xử tội nhà gái như bình thường. Cho nên là khi mà chúng ta chịu khó suy tư thì chúng ta sẽ bỏ được cái tà kiến này. Và quý vị muốn nghe, muốn tìm hiểu kỹ hơn thì Đại Đức Tuệ Tường vừa chỉ cho quý vị một số câu hỏi thú vị ở trong Milinda Banha. Quý vị có thể xem.